Xin chào tất cả các bạn. Trong cái website của chúng ta thi thoảng sẽ gặp phải những cái phần mà nó bị tiếng Anh đúng không ạ? Ví dụ như ở trong đây mình đã có một cái trang web là khi mà đưa chuột vào trong sản phẩm này, nó hiện lên cho chúng ta một cái dòng chữ là Quick View, nghĩa tiếng Việt của nó là xem nhanh hoặc là xem chi tiết sản phẩm gì đó. Tức là khi ấn vào thì chúng ta sẽ xem được cái sản phẩm. Hoặc tương tự như vậy, khi mà chúng ta mua hàng, chúng ta đi đến cái phần trang thanh toán thì chúng ta cũng sẽ thấy một số những cái phần nó để là tiếng Anh. Ví dụ đây shopping cart này, xong rồi check out detail này, order complete này, thì để có thể đổi được những cái tiếng Anh này cho nó Việt hóa như thế nào thì chúng ta sẽ cần phải gắn một cái đoạn code PHP. Thì chúng ta sẽ gắn giúp mình một cái đoạn mà mình đã chuẩn bị sẵn ở đây và mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả, mọi người có thể xuống copy lấy cái phần mã này để mọi người gắn vào. Thì mọi người gắn vào đâu sẽ truy cập vào trong cái phần trang quản trị giúp mình, vào trong phần giao diện. Với các bạn dùng Flatsome thì chúng ta sẽ có sẵn cái là theme file editor đó, mọi người vào giao diện này, vào phần theme file editor, rồi mọi người chọn vào đến giúp mình cái phần là function.php. đây function.php đó, function gì đó, nói chung là đuôi .php. Mình sẽ gắn cái đoạn code vừa nãy của mình vào đây. Đó. Cái này thì mọi người có thể lấy ở dưới cái phần mô tả. Chúng ta gắn cái đoạn mã đấy vào. Sau đó chúng ta sẽ cập nhật tập tin lên và tiến hành loát lại cái trang bên kia xem cái chữ tiếng Anh của chúng ta đã đổi về tiếng Việt hay chưa. Đây, ví dụ ở đây là những code về đoạn code thôi. Đây, ở đây mình đã đổi cái quick view về thành xem nhanh, cái shopping cart thành xóa hàng. Đó, tương tự với những cái dưới. Đó, mình sẽ lát lại cái phần trang web của mình. Rồi, sau khi lát lại thì những cái phần tiếng Anh nó đã được Việt hóa lại đúng không ạ? Rồi, chúng ta kiểm tra nốt cái phần sản phẩm khi mà chúng ta đưa hover vào. Nó hiện lên đã thành xem nhanh rồi này. Chúng ta muốn chuyển thành xem chi tiết thì chúng ta sẽ sửa ở đây thành xem chi tiết này. Giả sử ở đây mình sẽ sửa nó thành xem chi tiết chẳng hạn. Đó, sau mình sẽ cập nhật tập tin lại. Rồi sau khi mà cập nhật tập tin thành công, mình sẽ load lại cái trang web. Thì cái phần hover khi mình đưa sản phẩm vào, nó hiện lên sẽ là phần xem chi tiết. Đó. Thì mình sẽ để cái phần code ở phía bên dưới và mọi người có thể copy và đưa vào để chỉnh sửa những cái phần tiếng Anh mà mọi người muốn Việt hóa.